Xin chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình trên kênh YouTube Cuộc sống hôm nay của chúng tôi. Những thông tin hữu ích sẽ được chúng tôi cập nhật để gửi tới quý vị ngay sau đây. Nga cảnh báo số phận của tiêm kích F-16 xung trận ở Ukraine. Nga tuyên bố coi các máy bay chiến đấu F-16 cho phương Tây cấp cho Ukraine để đối phó Moscow là khí tài có năng lực hạt nhân. Chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng những máy bay này là khí tài có hai mục đích có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân. Bất kể phiên bản nào của máy bay sẽ được cung cấp cho Ukraine, chúng tôi sẽ coi chúng là có khả năng hạt nhân và chúng tôi sẽ coi bước đi này của Mỹ và NATO là một hành động khiêu khích có mục đích, Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong một tuyên bố hôm ngày 6 tháng 5 kể từ năm 2023, nhiều quốc gia phương Tây đã công bố kế hoạch cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ những nỗ lực của Kiev trong việc kiểm soát không phận trước các mối đe dọa từ trên không của nước Nga. Đan Mạch và Hà Lan là những quốc gia đầu tiên cam kết cung cấp F-16 cho Ukraine vào mùa hè năm 2023, trong khi các quốc gia khác cam kết đào tạo phi công Ukraine vận hành máy bay chiến đấu đa chức năng theo tiêu chuẩn NATO. Nga nhiều lần tuyên bố sẽ phá hủy các máy bay chiến đấu F-16 do phương Tây cấp cho Ukraine. Cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev thậm chí cảnh báo việc cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine có nguy cơ dẫn đến xung đột hạt nhân, trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố Ukraine có nguy cơ kéo NATO vào xung đột nếu triển khai tiêm kích ở lãnh thổ các nước thành viên liên minh lân cận. Bộ Ngoại giao Nga tiếp tục cảnh báo chính quyền ở Kiev và phương Tây rằng hành vi của họ đang đẩy cuộc xung đột ukraine đến mức không thể quay trở lại chính quyền ở kiev và các nhà tài trợ phương tây nên nhận ra rằng những bước đi liều lĩnh của họ đang đưa tình hình đến gần hơn đến mức tới hàng và bùng nổ bộ ngoại giao nga cho biết Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc một số quốc gia thành viên NATO đang cố tình kéo liên minh này vào một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga, đồng thời đề cập tới Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, nhà lãnh đạo đã nhiều lần đề xuất rằng các lực lượng của Pháp và NATO nên được triển khai tới Ukraine để chiến đấu chống lại quân đội Nga. Những hành động này và một số hành động khác của các quốc gia thành viên NATO cho thấy họ đang cố tình biến cuộc khủng hoảng Ukraine thành một cuộc đụng độ quân sự công khai giữa các nước NATO và Nga nhằm gây ra một thất bại chiến lược cho đất nước chúng tôi, tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ. Bộ Ngoại giao Nga chỉ ra rằng cuộc tập trận quân sự sắp tới nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng của các lực lượng hạt nhân phi chiến lược nên được đặt trong bối cảnh các tuyên bố gây hấn gần đây của các quan chức phương Tây và các hành động gây bất ổn của NATO liên quan đến các cuộc tập trận quân sự sắp tới của nga nhằm thực hành sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược chúng tôi lưu ý rằng sự kiện này nên được xem xét trong bối cảnh các tuyên bố hiếu chiến gần đây của các quan chức phương tây và các hành động gây bất ổn mạnh mẽ được thực hiện bởi một số nước nato nhằm mục đích nhằm gia tăng áp lực lên nga và tạo thêm các mối đe dọa đối với an ninh đất nước của chúng tôi liên quan đến cuộc xung đột trong và xung quanh ukraine bộ ngoại giao nga cho biết Nga kỳ vọng cuộc tập trận sắp tới sẽ hạ nhiệt một số cái đầu nóng ở các nước phương Tây, theo Bộ Ngoại giao Nga. Nga coi máy bay F-16 ở Ukraine là mối đe dọa hạt nhân. Nga nhận định phi đội máy bay chiến đấu F-16 mới do phương Tây cung cấp cho Ukraine là mối đe dọa có khả năng hạt nhân. Tuần trước, quân đội Ukraine cho biết sẽ bắt đầu vận hành máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất từ ngày 6 tháng 5. Theo người phát ngôn của lực lượng không quân Ukraine, Lyayelad, lùa máy bay chiến đấu đa chức năng F-16 đầu tiên có thể đến nước này sau lễ phục sinh của chính thống giáo vào ngày 5 tháng 5. Những chiếc F-16 do các quốc gia phương Tây, bao gồm Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ, cung cấp cho Ukraine sẽ là sự nâng cấp cần thiết cho lực lượng không quân của Ukraine. Hiện tại, phi đội máy bay của Ukraine phần lớn là máy bay từ thời Liên Xô và đã suy giảm dần sau hơn 2 năm xung đột với Nga. Trong một tuyên bố ngày 6 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow cũng không thể bỏ qua khả năng các máy bay F-16 của Ukraine sẽ mang vũ khí hạt nhân. Nga cũng tuyên bố rằng sự xuất hiện của F-16 trên chiến trường Ukraine là một sự khiêu khích có chủ đích của Mỹ và NATO, dù Washington chưa cung cấp máy bay cho Kiev chúng tôi không thể bỏ qua thực tế rằng những chiếc máy bay này là nền tảng đa mục đích có thể được sử dụng cho cả nhiệm vụ hạt nhân và phi hạt nhân. Chúng tôi sẽ coi bất kỳ sửa đổi nào trên máy bay F-16 được cung cấp cho Ukraine là có khả năng hạt nhân. Đây là một hành động khiêu khích có mục đích của Mỹ và NATO, tuyên bố của Bộ Ngoại giao nga cho hay. Nga cũng cảnh báo rằng Ukraine và các quốc gia phương Tây viện trợ cho Kiev nên nhận ra rằng những bước đi liều lĩnh của họ đang đưa tình hình đến gần hơn điểm giới hạn. Nga cho rằng việc tổng thống Pháp Emmanuel Macron đưa ra ý tưởng gửi quân NATO đến Ukraine nghĩa là phương Tây đang cố tình biến cuộc xung đột Ukraine thành một cuộc đụng độ quân sự trực tiếp giữa Nga và các nước NATO. Gần như tất cả các quốc gia NATO khác, bao gồm cả Mỹ, đã bác bỏ ý tưởng gửi quân tới Ukraine để chiến đấu. Tổng thống Mỹ Joe Biden lưu ý rằng các lực lượng của Mỹ sẽ không tham gia vào cuộc xung đột với Nga ở Ukraine vào tháng 3. Tổng thống Biden cho biết Ukraine đã yêu cầu hỗ trợ quân sự và vũ khí, chứ không phải lính Mỹ. Họ không yêu cầu lính Mỹ. Trên thực tế, không có lính Mỹ nào tham chiến Ukraine. Tôi quyết tâm giữ nguyên quan điểm như vậy, ông Biden nói. Đây không phải là lần đầu tiên Nga cảnh báo Ukraine rằng tiêm kích F-16 sẽ bị coi là mối đe dọa hạt nhân nếu được triển khai trên chiến trường. Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov liên tục đưa ra nhận xét tương tự sau khi có thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được các máy bay F-16 vào năm ngoái. Một binh sĩ Mỹ bị bắt ở Nga Quân đội Mỹ cho biết, một binh sĩ nước này đã bị giới chức Nga bắt ở thành phố Vladivostok với các cáo buộc vi phạm pháp luật. Ngày 2 tháng 5, giới chức Nga ở Vladivostok bắt một binh sĩ Mỹ với cáo buộc có hành động vi phạm pháp luật Phát ngôn viên lục quân Mỹ Cinda Smith nói ngày 6 tháng 5, Nga đã thông báo cho Bộ Ngoại giao Mỹ theo Công ước Vienna về quan hệ lãnh sự. Theo bà Smith, Bộ Ngoại giao Mỹ đang hỗ trợ lãnh sự cho binh sĩ bị bắt và đã liên hệ với gia đình người này. Do tính nhạy cảm của vấn đề, chúng tôi chưa thể cung cấp thông tin chi tiết, phát ngôn viên bổ sung. Một quan chức Mỹ cho biết, binh sĩ bị bắt là trung sĩ Gordon Black, 34 tuổi, đóng quân tại Hàn Quốc và đang trong quá trình chuyển về công tác tại Fort Cavazos, bang Texas. Black tự ý đến Vladivostok. Quan chức thứ hai tiết lộ, Black bị cáo buộc cướp tài sản của một phụ nữ. Nhật báo Nga Ivestia đưa tin trung sĩ Mỹ quen một phụ nữ ở Vladivostok qua Internet. Hai người sống chung một thời gian, trung sĩ Mỹ đã đánh đập và cướp 200.000 rúp, 2.200 USD từ phụ nữ này đại sứ quán Nga tại Washington chưa bình luận, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Skippy nói Nhà Trắng đã nắm thông tin. Sự việc diễn ra trong bối cảnh quan hệ Nga-Mỹ căng thẳng liên quan đến chiến sự Ukraine, Nga còn đang giam giữ một số công dân Mỹ với cáo buộc gián điệp như phóng viên tờ Wall Street Journal Ivan Gieskovic và cựu lính thủy đánh bộ Paul Willan. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một năm, một binh sĩ Mỹ bị bắt tại quốc gia có quan hệ căng thẳng với Washington. Tháng 7, 2023, binh nhì Travis King, đóng quân tại Hàn Quốc, đã vượt biên sang Triều Tiên khi đang bị dẫn giải về Mỹ để chịu kỷ luật vì có các hành động gây rổ, hành hung, phá hoại xe cảnh sát. Triều tiên trục xuất Kim vào tháng 9 năm 2023, quân đội Mỹ sau đó truy tố Kim với nhiều cáo buộc trong đó có đào ngũ, sở hữu nội dung khiêu dâm trẻ em, hành hung đồng đội và bất tuân thượng lệnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Nếu quý vị thấy thông tin bổ ích và thú vị, xin hãy đăng ký và nhấn chuông thông báo để cập nhật thông tin trong những chương trình tiếp theo.